hỏi mở đầu cho dấu chấm hỏi tuần này là của bạn Nguyễn Mạnh Thắng ở địa chỉ winstrong219@yahoo.com.vn. Bạn có hỏi như sau: em đã dùng iOS được 5 năm nay với cả có iPad rồi nên không muốn dùng iPhone nữa, cũng không muốn dùng hàng nhà mạng sách tay vì đang dùng một máy Galaxy S5 Ultra rồi và có vài lỗi vặt không share kết nối Wi-Fi được nên em rất khó chịu. Em rất cần chức năng share Wi-Fi này, mong chương trình tư vấn chi tiết dùm. Với cả cho em hỏi là giữa HTC và Sony thì máy nào dùng bền, quản lý RAM tốt, nhiều tính năng thiết thực hơn với dễ dùng hơn ạ. Em xin cảm ơn. Mình nghĩ là cả hai sản phẩm này nó đều có những cái điểm mạnh riêng. Thì nếu như Sony họ năm nay thì họ thiên về cái thiết kế về mặt kính, thì HTC họ tập trung về việc phát triển về cái thiết kế về nhôm nguyên khối. Thì mình nghĩ là nếu mà để so sánh cái chất lượng phần cứng ấy, thì HTC phần nhỉnh hơn. Bởi với cái thiết kế nhôm thì bao giờ nó sẽ tạo cảm giác chắc chắn cho máy. Ngoài ra thì khi mà xảy ra va đập ấy, thì máy nó sẽ không bị vỡ. Còn nếu như Sony thì đương nhiên là mặt kính thì bao giờ nó cái chất liệu nó không tốt bằng cái nhôm rồi. Về cái khả năng tỏa nhiệt ấy, tỏa nhiệt thì cả hai cái chất liệu này thì nó đều sẽ giúp cho máy giảm cái nhiệt độ khi mà các bạn sử dụng ở cái mức RAM cao, tức là sử dụng nhiều tác vụ. Thì nếu mà so sánh về cái độ bền ấy, độ bền thì mình nghĩ là HTC sẽ có phần nhỉnh hơn bởi cái thiết kế bằng nhôm của nó. Còn bạn Việt Anh có địa chỉ email là trần.hà.viet.anh@yahoo.com.vn có hỏi như sau: tôi đang dùng Android 4.4 lên Android 5.1.1 hay bị lỗi, nhưng hạ xuống Android gốc 4.0 thì không được. Rất mong chương trình tư vấn giúp, cảm ơn chương trình rất nhiều. Và ngay sau đây xin mời anh theo dõi câu trả lời của chương trình. Hiện tại thì Google họ cũng update Android 5.1.1 Lollipop. Thì mình nghĩ là cái bản này thì hiện tại thì cũng có rất nhiều người dùng rồi. Và họ phản hồi về bản 5.1.1 thì hiện tại thì có nhận được phản hồi khá là tốt. Thì mình nghĩ là bạn nên update. Nếu như máy của bạn đang ở bản cũ thì bạn có thể update lên bản này để chúng ta sử dụng. Hơn nữa là cái bản 5.1.1 thì trên Play Store nó sẽ hỗ trợ nhiều ứng dụng hơn. Tức là bạn sẽ có thể là cài được nhiều ứng dụng hơn. Bởi sau này thì có nhiều ứng dụng thì họ hỗ trợ riêng cho bản 5.1.1. Và những cái bản thấp hơn ấy thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Câu hỏi tiếp theo đến từ email Trần Ngọc Thanh 1994.tnta@gmail.com. Trong thư bạn có chia sẻ, điện thoại Lenovo P70 gõ 2 lần vào màn hình mà không sáng, dù bạn để chế độ double tap để đánh thức máy, mà có lúc gõ 2 lần xong thì nó rung một hồi mà không sáng. Nhưng chỉ có lúc máy như bị như vậy, còn phần lớn thì gõ 2 lần lại bình thường. Phong cách số tư vấn giúp tôi xử lý vấn đề này với, cảm ơn nhiều. Lenovo thì họ có hỗ trợ cho người dùng việc double tap, tức là gõ 2 lần vào màn hình. Thì cái tính năng này thực ra thì nó cũng có trên nhiều dòng sản phẩm khác rồi, như là LG chẳng hạn. Thì vấn đề bạn gặp phải là có thể là do vấn đề về màn hình. Thì bạn có thể đi kiểm tra màn hình, hoặc là chúng ta có thể kiểm tra lại cái cảm biến, tức là cái phần cứng ở trên máy. Ngoài ra thì có một cách nữa là để cho bạn có thể kiểm tra được một cách chuẩn nhất là chúng ta có thể chạy lại cái bản firmware, hoặc là nếu như Lenovo họ thông báo cập nhật thì chúng ta có thể update lên bản mới để xem là cái lỗi đấy còn tồn tại hay không. Thì mình nghĩ là nó sẽ có hai nguyên nhân, là nguyên nhân về phần mềm và cái phần cứng. Thì chúng ta sẽ nên update cái bản mới nhất để kiểm tra trước. Còn nếu như mà sau khi update thì cái lỗi nó vẫn tồn tại thì chúng ta nên kiểm tra phần cứng.